Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện dự thảo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Và theo bộ này, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể. Theo dự thảo này thì giá điện được chia làm 6 bậc. Điểm mới của dự thảo này là mức giá của mỗi bậc thang được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá bán lẻ điện bình quân, khác với biểu giá điện có mức giá bán lẻ cụ thể tính theo đơn vị đồng, kilowatt như hiện hành. Dự thảo cơ cấu biểu giá điện bán lẻ được đưa ra nhằm định hướng cho sự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Khi có giá bán lẻ điện bình quân thì sẽ có giá bán lẻ điện áp dụng cho từng bậc thang theo tỷ lệ phần trăm trên. Hiện tại thì giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức là 1.622 đồng 1 kWh. Về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN để áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang. Theo bộ này, thì đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này. Hiện nay, thì Bộ Công Thương cho hay đang hoàn thiện dự báo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Tác động không đáng kể tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.